Mình đến nhà ga Ogoce rồi, thì ở nhà ga này mình thấy nó không có cái cổng gì hết à. Cái này là do mình chủ động tự trả tiền thôi, cho nên cũng không có cửa gì mà mình đi. Ví dụ mình đi ngang cũng không tính tiền cũng không sao. Đây mình đi hết 247 yên. Cái này không có cổng ngăn gì hết à. Nhưng mà ở bên Nhật là vậy nữa các bạn.